Rồi chào các bạn đến với kênh Element Official. Và đây là diễn biến xét hai trận bóng kèo tay 3-3 giữa Thắng Mắt Kiến và Hồng Cơ Bắp. Bên đây là Thắng Mắt Kiến, gồm có là Thắng Mắt Kiến Tú Mở và thành iPhone. Bên kia là anh Thiện Thọ Bất Động Sản và Hồng Cơ Bắp. Rồi 1-0 nghiêng về cho Hồng Cơ Bắp. Xét một thì bên Thắng Mắt Kiến thắng nha các bạn. Về diễn biến xét hai không biết làm sao. Tú Mở tốt quá. Chuyền hai Thành cũng chuyền tốt nữa. Thắng Mắt Kiến thì tầm quá cao rồi. Thắng Mắt Kiến mà quýnh giữ tầm vậy là Hồng không bao giờ chắn tới. Nói buổi tối là giờ cũng không có thủ được. Nói chung là quýnh mà thoát trắng được lại dưới là khó thủ lắm. Hai một. Rồi với lại buổi tối nữa, buổi tối là thường là cái phát là quan trọng lắm, cái phát. Bởi vì buổi tối mà phát mà bóng bảo chứ bóng đi khó chịu dữ lắm. Tú Mở quá hay gì. Gặp Thành kiền kiểu đó đó, thắng nó quýnh. Nói về kèo 3-3 thì một trắng thì không có nói chuyện được các bạn, khó lắm, khó trắng dính. Giờ chủ yếu là cái phát thôi. Cái phát bên nào gãy bước 1 mà chệt chọt một xíu, gãy một xíu là xong. Là coi như điểm đó là giống như thua rồi. Nói chung là bên đây là lợi thế được cái phát của Thắng Mắt Kiến. Anh Thiện bên kia phát bóng bay khó chịu lắm. Quá tốt cho Tú Mở. Cái tên Tú Mở này dính liền vậy đó, mấy năm dài quýnh banh biết bao nhiêu năm mà không bao giờ nó hết mở được. Ba đều. Rồi. Quá lẹ, cái tay quá lẹ cho Hồng rồi. Cái banh nó Thành mà trắng kịp một xíu là rụng liền. Cái banh nó lọt trắng. Phát bóng bay sạch. Mà sặc sặc đi chứ nói một trắng mà lên đầu lưới thắng nó giữ tầm nó quýnh cũng khó chịu dữ lắm. Rồi bốn đều. Rồi quá tốt rồi, phát nhỏ tốt quá. Tốt quá, Hồng đánh nói chung một trắng cũng không có gới được trái banh Hồng. Một trắng. 5-4. Đó nào. Dù cho trắng dính cũng bung hết trơn nha. Cái tầm thắng quá cao. Năm đều. Rồi cho anh nó xém. Quá hay cho Hồng rồi, tỉnh quá tỉnh này. Ba đĩa về nha, ba đĩa lấy khúc về nè mọi người. Vô hàng 6. Này vô quá trời vô rồi. Rồi đóng dấu anh Thiện luôn rồi. Tầm quá cao mà. Mình nó đóng dấu anh Thiện.
với lại cái banh cũng nặng, cái banh nặng rồi với lại cái lực tay của Thắng Mắt Kiến đánh nó lực, cái banh đi lẹ khó, ngay là khó thủ, với lại ban đêm. Quá hay cho Thắng rồi. 76. Trời ơi, Thắng nó phát rồi kìa. Thừng lên rồi. Bảy điều. Gụng rồi. Cuối cùng Hồng cũng gần được cái banh của Thắng Mắt Kiến, 87, tỷ số 87. Hồng cũng nói chung là Hồng đánh hồi xưa giờ cũng khó chịu lắm. Hồng 35 kg, không bao giờ lên ký được. Chín bảy. Trời ơi, nó giữ nó quýnh kiểu đó, nó trắng gì tới nữa. 89. Đứng ngay đường luôn, nhưng mà banh buổi tối với banh đi lẹ lắm. Mình quá hay rồi, quá khéo cho Hồng rồi. Không tắt. Chạy Hồng ơi. Đó, giữ tầm vậy quýnh sao ấy được. Sao trắng được, khó trắng. 9-0. Nói chung là hơn thua là cái khác của nhau rồi. Tỷ số 19. Trời ơi, xem xíu nữa không chụp kịp rồi. Không một. Xem xíu nữa rụng. Bung tay. Rồi banh dơ, anh Thiện đi lao banh rồi. Số 20. Nói chung là kèo tay mà gác 2 điểm cũng khó chịu lắm. Cơ hội còn. Trời đất ơi, uổng quá thọ bất động sản. Mà nói buổi tối cũng khó chịu lắm. Chứ mình buổi tối cũng khó thủ chứ. Thank you.
3-1. Thằng đánh tốt quá. 3-1. Anh Thiện phát. Hai ba chưa nói trước được, bên kia mà lên điểm đều nó khó chịu lắm mà nghe. Hai ba lực banh hồng quýnh quá là kệ bung trắng hết à. Tỷ số 4-2, dẫn gác 2 điểm. Ba bốn. Ba bốn rồi đổi phát rồi đó, đổi tướng mở phát, không biết điểm này sao đây. Rồi bóng ngoài, xem xíu nữa rớt cái máy của tôi luôn. Rồi không có gì nữa thì kèo này chắc có sắp 3. Quá tốt cho thắng nó kiến rồi, họ rập như bom thục vậy. Gặp cái banh nặng nữa mà nó quýnh nè. Trời ơi cái banh đó. Quá tốt cho Hồng Cơ Bắp. Rồi kết thúc set 2 nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Những bạn nào chưa đăng ký kênh của mình á, các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh cho mình. Ali mình sẽ đến với các bạn ở set 3 kế tiếp. Rồi chào các bạn.